Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dâu. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc. Và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 15, cũng chính là tập cuối của câu chuyện Hào Quang Mị Tình được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong suốt 14 tập truyện vừa qua. Và tập cuối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết về câu chuyện tình yêu của Ái Linh và Gia Kiên. Sau khi mà Gia Kiên quyết định chấm dứt 3 năm đính hôn với cô gái Kiều Nhã, và anh cũng trừng trị cô gái này vô cùng nghiêm khắc và tàn bạo. Nó nghiêm khắc và tàn bạo ra sao thì xin mời quý vị cùng lắng nghe. Và liệu rằng tình yêu của hai người này có được ông Khánh chấp nhận hay không? Gia Kiên lúc này có còn chọn sự nghiệp, chọn gia đình hay là chọn tình yêu ở bên cạnh Ái Linh? Bởi vì như Tâm An đã bật mí từ tập 14, thì tập ngày hôm nay Ái Linh của chúng ta sẽ bị điên. Cô sẽ phát bệnh và cần một người ở bên cạnh chở che bảo vệ cho cô. Liệu rằng Gia Kiên có làm được điều này? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết cuối cùng mà Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị ngay bây giờ. Hãy cùng theo dõi, cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Và quý vị ơi, để gặp lại Tâm An vào buổi trưa vào lúc 11 giờ, xin mời quý vị cùng ghé qua kênh đọc truyện Bụi Phố để lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An và kênh Bụi Phố cũng đang gửi tới cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Ngay bây giờ, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập cuối của câu chuyện Hào Quang Mị Tình, tác giả Nguyễn Nhật Thương. Những ngày sau đó, Lina đăng toàn bộ lời khai của Hữu Đại và Võ Thắng để giải thích tất cả mọi chuyện. Truyền thông khi ấy chia ra làm hai luồng phe phái. Người cảm thương người thì vẫn không thể nào chấp nhận được vết nhơ này. Dù mọi chuyện cô là người bị hại, nhưng mà những hình ảnh sau đó cũng không khiến được các nhãn hàng, các công ty đối tác duy trì mối quan hệ. Hầu hết đều bị gỡ xuống. Truyền thông showbiz ngày hôm đấy được một phen rầm rộ. Gia Kiên cùng lúc tuyên bố hủy hôn với Kiều Nhã. Công khai chuyện 3 năm trước do Kiều Nhã nóng thóp nên anh buộc phải đính hôn với ả ta. Sau đó thừa nhận quan hệ tình cảm của mình với Ái Linh, sẵn sàng giúp cô lấy lại công bằng đến cùng, hé lộ đường dây vương quyền chấn động làng giải trí. Scandal của Dương Ái Linh khiến tất cả không muốn dính vào. Giờ Gia Kiên lại tuyên bố đứng về phía cô. Nhắc đến đường dây vương quyền khiến một số thế lực nhạy cảm đã tác động mạnh xuống Hoàng Kim. Cả hai người họ đến thời điểm này đối mặt với khoản đền bù hợp đồng khá lớn. Hoàng Kim muốn vực lại e rằng phải tốn rất nhiều tâm huyết. Lina cũng thông báo rút khỏi giới giải trí, không nhận trở thành quản lý của bất cứ diễn viên nào. Một người có năng lực như chị ta ắt hẳn nhiều người muốn có được. Nhưng dù trả giá cát xê cao đến mức nào, Lina cũng từ chối. Lại một ngày bình thường sau đấy, trong căn phòng ở bệnh viện, lại được một phen hỗn loạn, đồ vật xô đổ ngổn ngang, những tiếng la hét nghe đến thảm thiết cứ vang lên. Y bác sĩ nhốn nháo tiếp cận cô gái đang ngồi ở trên ban công với một vẻ mặt ngây dại, quay lưng ra phía ngoài và nói: "Dừng lại, tránh xa tôi ra, tôi đã từng là một diễn viên xuất sắc, tôi có thể nhảy từ tầng 5 xuống mà không bị làm sao cả, các người không tin sao?" Khi đó ở phía dưới tầng, Gia Kiên ngước nhìn lên phía trên, anh sau đó bám tay vào đường ống nước rồi trèo lên tầng trên. Từng cử chỉ vô cùng chậm rãi, cố gắng hạn chế tiếng động. Vị bác sĩ trên phòng vẫn không ngừng kéo sự chú ý của cô. "Cô Ái Linh, cô mau xuống đi, chúng tôi đã xem phim cô diễn rồi, cô diễn rất giỏi, mau, mau xuống đi." "Không được, đạo diễn bảo tôi không được nghỉ ngơi, phải tiếp tục diễn." Lúc này Gia Kiên đã bước sang được mái hiên ở cửa sổ tầng dưới. Anh đứng lên đó từng chút nhẹ nhàng di chuyển đến vị trí đối xứng với cô. Sau đó liền bật người nhảy lên cao, tay bắt vào thành lan can để đu lên. Nghe có tiếng động, Ái Linh xoay người nhưng còn chưa kịp làm gì, anh đã liền đẩy cô vào trong. Y bác sĩ tận dụng thời cơ liền vội vàng lao đến, đỡ lấy cô và tiêm cho cô một mũi an thần. Gia Kiên lúc này trèo vào bên trong thở phào một tiếng. Vị bác sĩ đi lại phía anh, giọng nói có chút bất lực. "Cậu Kiên này, cứ lạm dụng thuốc an thần cũng không phải là cách tốt. Bác sĩ tâm lý cũng nói rồi, sự việc không còn nằm trong tầm kiểm soát,
cậu nên đưa cô ấy đến bệnh viện tâm thần đi. Dạ Kiên nghe như vậy nhíu mày nhìn sang bác sĩ. Cô ấy không bị điên. Nếu cô ấy cứ ở đây, chúng tôi không đảm bảo được bất cứ chuyện gì. Khi đó bệnh viện ấy, hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Vị bác sĩ nói xong chán nản, lắc đầu quay đi. Sự cố chấp của anh khiến họ không tài nào có thể thay đổi được. Dạ Kiên lúc này nhìn đến cô, từng bước tiến lại phía giường và ngồi xuống bên cạnh cô. Anh cầm bàn tay của cô, đôi mắt cũng liền đỏ hoe. Đã mấy ngày rồi, cô cứ trong tình trạng không tỉnh táo bình thường. Cứ tỉnh dậy sau khi hết thuốc an thần thì cô lại biến thành một người khác. Anh áp tay cô lên má mình, trên gương mặt cương nghị ấy đã để rơi xuống một giọt nước pha lê trong suốt. Tâm tình người đàn ông này chỉ có ở trước cô mới trở nên yếu lòng. Ái Linh này, em còn nhớ không? Em đã từng nói nếu như chúng ta không chống lại được thế giới này, em nguyện theo tôi bỏ trốn. Bây giờ tôi cảm thấy bất lực rồi. Tôi không chống được lòng người. Tôi đưa em đi trốn, có được không? Trong căn phòng ấy có một tiếng sụt sùi khe khẽ vang lên. Đôi bờ vai rộng lớn tưởng rằng vững chắc ấy cũng có lúc trở nên run rẩy. Tối đấy Thành Quân, thái độ đang còn lấc cấc, đi lại khoác vai anh. Hôm nay gọi đông đủ thế này, định mở tiệc sao? Dạ Kiên nghe vậy liếc xéo cậu ta một cái, rồi hất tay của cậu ta ra. Tôi gọi cậu đến để thực hiện mong muốn của cậu. Nghe như vậy Thành Quân nhíu mày. Dạ Kiên sau đó đi lại phía đình trần, cầm lấy tập tài liệu trên tay của cậu ta, rồi hướng đến Thành Quân nói. Tôi chuẩn bị đầy đủ hợp đồng chuyển giao cổ phần sang tên của cậu. Từ giờ Hoàng Kim toàn quyền cậu quản lý. Có cái gì không hiểu, cậu cứ hỏi trợ lý Trần. Thành Quân nghe vậy liền kinh ngạc nhìn anh, giật lấy tập tài liệu trên tay anh mở ra xem. Quả thực toàn bộ số cổ phần trong tay của Gia Kiên đã được chuyển hết sang tên của cậu ta. Gia Kiên à, thế này là thế nào? Không phải là mỗi ngày cậu đều nài nỉ tôi giao bớt cổ phần ra. Bây giờ tôi giao cho cậu, sau này Hoàng Kim trông cậy vào cậu. Tôi tin cậu đủ năng lực để gây dựng lại nó. Thế còn anh? Dạ Kiên nghe vậy mỉm cười một cái, nhưng không trả lời. Sau đó anh đi đến vị trí của ông chính đang ngồi trên chiếc ghế mây bập bênh, cúi đầu xuống. Xin phép chú đồng ý cho cháu và con gái của chú được ở bên nhau. Quãng đời về sau cháu hứa chỉ yêu thương một mình cô ấy. Dạ Kiên à, ta biết cháu nặng tình với con bé, nhưng Ái Linh lúc này nó mơ mơ tỉnh tỉnh. Cháu có dám chắc sau này sẽ không vì điều này mà nản lòng hay không? Thật sự cháu không dám chắc bản thân có nản lòng hay không, nhưng mà cháu có thể chắc chắn một điều, cháu yêu cô ấy hơn cả sinh mệnh của mình. Có thể có nản lòng, nhưng tuyệt đối cháu không từ bỏ. Ông chính lúc này đôi mắt rưng rưng xúc động, sau đó ông gật đầu một cái. Thôi được, vậy ta giao con gái của ta cho cháu. Cảm ơn chú ạ. Sau đó anh quay người đi lại phía Lina. Ba của cô ấy nhờ cô chăm sóc. Lina vốn là một người mà anh tin tưởng. Chị ta gật đầu một cái, anh có thể yên tâm. Gia Kiên sau đó đi về phòng của cô. Ái Linh nằm trên giường vẫn còn say sưa trong giấc ngủ. Trên người đã xinh đẹp trong chiếc váy hoa ban tím nhẹ nhàng. Anh tiến lại, khẽ cúi người xuống bế bổng cô lên, thanh âm dịu dàng và nuông chiều. Ái Linh, tôi đưa em đi xem thế giới này, để em thấy bầu trời không phải lúc nào cũng chỉ một màu xám ngắt. Một sáng của ngày mới, trên bãi biển, bờ cát vàng trải dài, ánh bình minh hừng đỏ lên ở phía chân trời. Tiếng cười trong trèo của một cô gái vang lên, khiến lòng người cảm thấy an yên. Biển đẹp quá! Gia Kiên đứng đấy nhìn cô gái với nụ cười xinh đẹp trong chiếc váy màu xanh của biển đang nhảy trên làn sóng. Ánh mắt si mê của người đàn ông này còn đẹp hơn cả ánh bình minh kia. Ái Linh, cẩn thận, kẻo cảm lạnh bây giờ. Cô nghe như vậy nhìn anh mỉm cười, sau đó chạy đến kéo xuống biển. Không lạnh đâu, anh xem này. Gia Kiên mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay lên, chỉ áo khoác mỏng của cô, ân cần lên tiếng. Dù như vậy, em phải cẩn thận sức khỏe chứ. Ái Linh nghe những lời này, cô không để tâm, dùng chân của mình đá trên mặt nước. Tôi sẽ vào vai một nàng tiên cá. Còn anh,
Anh tên là gì? Anh nghe như vậy, thoáng trong ánh mắt có một chút buồn vương, nhưng mỉm cười nói với cô. Gia Kiên. À, phải rồi, Gia Kiên. Anh đóng vai hoàng tử đi. Tôi không muốn làm hoàng tử. Tại sao? Tại vì hoàng tử không nhớ được nàng tiên cá, khiến nàng hóa thành bọt biển và tan biến. Thế anh muốn làm gì? Tôi chỉ muốn làm một người che chở em hết cả cuộc đời này. Câu nói của anh khiến cho cô sững lại. Gió biển thổi nhẹ làm tung bay mái tóc. Hai người bọn họ đứng giữa biển lớn, dưới ánh bình minh đỏ rực ấy, tạo nên một bức tranh làm thổn thức lòng người. Ái Linh sau đó lại nở một nụ cười rạng rỡ. Thôi được rồi, tôi không làm nàng tiên cá nữa. Chúng ta cùng diễn một vở cướp biển vùng Caribe. Tôi sẽ làm thuyền trưởng Jack. Còn anh muốn làm gì? Tôi làm kẻ phục tùng em. Nói như vậy anh là tay sai sao? Thôi được rồi, vậy thì ngươi hãy mau đi tìm đồng tiền vàng cho thuyền trưởng đi. Nói rồi cô đẩy anh ngã xuống nước. Nước bắn lên tung tóe và bật cười bỏ chạy. Anh cũng đứng dậy và đuổi theo cô. Bọn họ giữa biển rộng năm tháng ấy, có lẽ đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Ái Linh à, em không nhớ cũng được, em không tỉnh cũng được. Cuộc đời này tôi chỉ cần em mãi. Cười một nụ cười vui vẻ như vậy, tôi nguyện cùng em mãi mãi không tỉnh. Buổi tối đó tại khách sạn 5 sao thuộc khu du lịch biển tỉnh D, Gia Kiên nắm lấy tay cô bước ra khỏi thang máy rồi đi lại phía quầy lễ tân. Tôi muốn gửi chìa khóa phòng. Dạ vâng, chúc quý khách vui vẻ. Ngay sau khi bọn họ rời đi, mấy cô lễ tân đã xúm xịt lại với nhau. Này, anh chàng đó đẹp trai nhở? Ừ, bạn gái anh ta cũng xinh, có điều hình như không được bình thường. Cả ngày cứ cười cười rồi còn xem mình là mấy nhân vật ở trong phim đấy. Nhưng mà tôi thấy cô gái này rất quen, chúng ta gặp ở đâu rồi nhỉ? Thôi đi bà nội, chắc cả nước này bà biết hết cả, gặp ai bà cũng bảo quen, làm việc đi. Lúc này Gia Kiên dẫn cô đi bộ trên các con phố nhỏ. Hai bên bày bán đủ thứ đồ ăn, quà lưu niệm, quán khách du lịch vào thời điểm này cũng rất đông đúc. Ái Linh khoác tay anh ngó nghiêng xung quanh, sau đó lại chỉ tay về một phía. Tôi muốn ăn cái này. Gia Kiên nhìn theo hướng cô chỉ, sau đó dẫn cô lại đấy, làm một quầy bán đồ xiên nướng. Anh liền nói với người bán. Ông chủ, cho tôi 2 xiên. Nghe như vậy Ái Linh liền nói ngay. 5 xiên đi. Ái Linh, em vừa ăn tối, ăn nó quá không tốt. Không được, tôi muốn ăn. Quả nhiên người đàn ông này chỉ với một mình cô là rất dễ mềm lòng. Anh sau đó thở dài rồi quay qua nói. Vậy cho tôi 5 xiên. Vâng, của quý khách hết 100.000. Gia Kiên sau đó buông tay cô rồi lấy ví mở ra. Khoảnh khắc ấy đoàn du khách đông đúc chen nhau đẩy cô ra xa anh. Ái Linh lại chẳng hề mảy may, cô cứ bị động như vậy, lại háo hức nhìn xung quanh mà không biết bọn họ càng lúc càng xa hơn. Gia Kiên nhận lấy, sau đó quay lại. Bây giờ tôi đưa em. Vừa nói đến đó anh cũng liền phát hiện không còn nhìn thấy cô đâu. Sắc mặt của anh trở nên lo sợ, đưa mắt tìm khắp xung quanh. Ái Linh! Ái Linh! Mùa này lại rơi vào đợt lễ hội nên du khách đông nghịt. Gia Kiên nhìn trong đám người qua lại ngược xuôi ấy, thật sự không thể nào nhìn ra cô. Anh len vào đám đông, níu tay một vị khách qua đường. Xin lỗi cho tôi hỏi, anh có thấy một cô gái cao tầm chừng này, mặc váy trắng, rất xinh đẹp hay không? Vị khách đó nghe vậy khẽ nhăn mặt suy nghĩ. Gia Kiên lúc này mới nhớ đến mà lấy điện thoại ra, mở ảnh của cô lên đưa cho người đó xem. Vị khách này nhìn vào, rồi lắc đầu. Tôi không biết. Cảm ơn. Anh thở mạnh một tiếng, ánh mắt lộ rõ sự âu lo, lại nhìn xung quanh rồi chen qua dòng người ấy. Thì thoảng gặp vài vị khách du lịch, anh lại mở ảnh của cô lên và hỏi thăm. Nhưng kết quả nhận lại được chỉ là cái lắc đầu của bọn họ. Nỗi sợ hãi cứ dần dần tăng lên, qua từng giây từng phút, không còn nhìn thấy cô trong tầm mắt. Gia Kiên bắt đầu có một chút tức giận và hét lớn. Ái Linh, em đang ở đâu? Quản khách qua đường lại nhìn anh có vẻ kỳ quặc, có người có lòng còn tiến lại hỏi han. Cậu đang tìm ai à? Gia Kiên nghe vậy vội vàng mở điện thoại lên đưa cho họ xem. Cô ấy là vợ tôi, mọi người có thấy cô ấy qua đâu không ạ? Người phụ nữ đó nhìn thấy
lắc đầu, sau đó nói với anh. Nếu mà không thấy cô ấy quay lại, cậu có thể lại trạm cứu hộ ở phía kia, nhờ họ phát loa nhắc nhở cô ấy. Nếu không có, thì đến trụ sở, đội dân quân biển, nhờ họ phối hợp mà tìm. Dạo này ở đây có nhiều vụ cướp bóc, sàm sỡ các cô gái. Có khi nên nhờ họ giúp đỡ tìm cho nhanh. Vâng vâng, cảm ơn. Nói xong, anh chạy về phía trạm cứu hộ. Có một cái chòi nhỏ được dựng cách mặt bãi cát khá cao. Gia Kiên bước lên đấy, thấy một người cứu hộ đang ngồi đó, vội vàng lên tiếng. Làm ơn, giúp tôi phát loa tìm người. Cô ấy tên là Ái Linh. Anh nói rằng tôi đang đợi ở bãi B, ngay trạm cứu hộ đối diện với khu vui chơi. Nói cô ấy mau đến đây. Nếu như không biết đường, hãy nhờ người chỉ dẫn. Nghe như vậy, người cứu hộ cũng gật đầu và cầm mic lên. Loa phóng thanh lúc này cũng phát lên giọng nói. Đây là trạm cứu hộ số 5. Cô Ái Linh, mau di chuyển đến trạm nằm ở bãi B đối diện với khu vui chơi. Bạn cô đang đợi. Nếu không biết đường, hãy nhờ người mà dẫn đường. Gia Kiên nghe vậy nhưng trong lòng không yên tâm. Tinh thần của cô bây giờ lúc tỉnh lúc không. Chỉ sợ cô không nhận thức được người đang được nhắc đến là chính mình. Gia Kiên cứ đứng ngồi không yên. Anh lấy ví rút ra một tờ tiền rồi nhét vội vào tay người cứu hộ rồi nói. Nhờ anh cứ 5 phút lại phát một lần giúp tôi. Nếu cô ấy tìm đến phiền anh, giữ cô ấy rồi gọi cho tôi. Đây là số điện thoại của tôi. Gia Kiên vội vàng quay người đi. Trong lòng anh vẫn không yên tâm rằng cô sẽ chủ động tìm đến. Lại nghe lời vị khách ban nãy nói, Gia Kiên chắc chắn sẽ không chịu đứng yên một chỗ để chờ đợi. Anh vội vàng di chuyển đến trụ sở của đội dân quân biển, bước vào bên trong một căn phòng, thấy có người trực, anh vội vàng hỏi ngay. Xin lỗi, có thể giúp tôi tìm người có được không? Chúng tôi lạc nhau. Thôi được rồi, anh ngồi đi. Hai người bị lạc nhau ở đâu? Cháu tên gì? Lúc bị lạc mặc quần áo màu gì? Bao nhiêu tuổi? Cô ấy là vợ tôi, tên là Ái Linh. Cô ấy mặc một chiếc váy màu trắng, có thêu họa tiết hoa. Vợ anh á? Vợ anh bao nhiêu tuổi? 26. Hai người cãi nhau à? Có thể cô ấy đi dạo ở đâu đó nên chưa quay về. Anh gọi cho cô ấy được không ạ? Hai người giận nhau hay sao? Tại sao cô ấy lại không biết đường về? Cô ấy không mang điện thoại. Hơn nữa, cô ấy... Anh lo lắng quá rồi. 26 tuổi rồi, tại sao lại không biết đường về? Tôi nghĩ anh cứ quay lại chỗ cũ mà chờ đợi đi. Gia Kiên trong lòng vốn dĩ rất sốt ruột, lại nghe họ nói như vậy khiến cho anh không kìm được cảm xúc. Tôi nói rồi, cô ấy không thể nào tìm được đường về, nên tôi phải nhờ đến các người giúp. Các người giúp tôi đi, tôi trả tiền cho các người. Này, không phải là chúng tôi không giúp, nhưng mà vợ anh có phải là một đứa trẻ đâu, tại sao lại không biết đường về? Nhưng mà cô ấy tâm trí không được tỉnh táo. Nói ra được lời này, ánh mắt của anh cũng trở nên đỏ hoe. Anh không muốn thừa nhận điều đấy, nhưng buộc phải nói ra thì họ mới chịu giúp anh. Đồng chí đó nghe vậy bỗng sững sờ, sau đó hạ giọng xuống. Anh có ảnh của vợ mình không? Gia Kiên sau đó mở điện thoại và đưa cho họ xem ảnh. Đồng chí ấy nhận lấy nó, gửi sang máy của mình. Thôi được rồi, anh lưu số điện thoại lại đây. Chúng tôi cho người đi tìm, có kết quả chúng tôi gọi cho anh. Các anh sẽ đi tìm người, tìm ngay bây giờ chứ ạ? Tôi nghe nói trên địa bàn có nhóm người chuyên cướp bóc và sàm sỡ. Anh yên tâm, chúng tôi in ảnh ra rồi phân chia nhau đi tìm. Cảm ơn các anh. Lúc này trên bãi cát trải dài dọc bờ biển, Ái Linh sắc mặt có chút lo sợ, nhìn xung quanh. Cô cũng không biết tại sao mình lại bị đẩy ra đây. Càng đi, mỗi lúc càng thấy thưa vắng. Trời về tối, gió mang theo hơi biển thổi, khiến cho cô rùng mình, vòng tay ôm lấy thân. Khi đấy có một vị khách đi tới, Ái Linh liền chạy lại. Xin lỗi, chị có thấy anh ấy ở đâu không? Anh ấy, anh nào? Anh ấy rất cao, lông mày của anh ấy rất rậm. Anh ấy tên là... Cô nhíu mày suy nghĩ, nhưng mà nghĩ mãi không nhớ được tên của anh. Thấy vậy vị khách kia lại hỏi. Cô đang muốn tìm người sao? Ái Linh gật đầu. Vị khách kia lại chỉ cô đến một trạm cứu hộ ngay đó. Cô lại đấy, nhờ họ phát loa tìm cho. Vâng, cảm ơn. Sau đó Ái Linh đi về phía trạm cứu hộ. Cô đứng ở dưới ngó nghiêng nhìn lên một lúc không thấy ai. Sau đó mới bước lên bậc thang.
Căn chòi này chả có ai cả. Cô loay hoay một chút, lại sụ mặt mà đi xuống. Cô nhìn xung quanh vắng vẻ, lại cũng chẳng biết đi đâu, nên đành ngồi xuống bậc thang chờ đợi. Đi đâu rồi không biết nữa. Được một lúc, bỗng có một nhóm con trai ăn nói thô lỗ cười đùa đi tới. Ái Linh vừa nghe thấy tiếng động liền đứng dậy nhìn đến họ. Sự có mặt của cô ở nơi vắng vẻ này lại nổi bật trong chiếc váy trắng, khiến đám người đó liền chú ý, bước lại trêu ghẹo cô. Này cô em, cô em đi đâu lại có một mình thế này? Tôi đi tìm anh ấy. Anh ấy á? Anh ấy là ai? Cô gật đầu, mấy tên kia lại ngơ ngác nhìn nhau, sau đó lại cười nham nhở. Một tên tiến lại gần cô. Tìm anh ấy sao? Vâng, anh ấy cao, lông mày rậm, rất đẹp trai. Anh ấy tên là gì? Tôi quên mất rồi. À, bọn này biết, cao lông mày rậm là đẹp trai đúng không? Cô gật đầu một cái, cả đám lúc này cười ồ lên. Bọn anh biết, để anh đưa em đi nhé. Cô vừa nghe như vậy, ánh mắt liền sáng lên và mỉm cười gật đầu lia lịa. Đám người đó thấy như vậy lại nháy mắt ra hiệu cho nhau. Bọn họ sau đó dẫn cô rời đi, từng chút càng xa với biển hơn, mỗi lúc một vắng, một tối và thưa thớt nhà dân. Ái Linh đi được một đoạn có chút mỏi chân, lại đưa tay giật nhẹ áo của một tên. Hắn ta thấy vậy quay lại nhìn cô. Anh ấy đâu? À, bọn anh nói thế này nhá, nãy giờ đi tìm anh ấy cho em cũng lâu rồi. Giờ trong người em có cái gì, đưa hết ra đây. Bọn anh lấy xong ấy, bọn anh lại đưa em đi tìm tiếp, có được không nào? Ái Linh nghe vậy cũng ngây ngốc nhìn xuống thân mình, dùng tay sờ soạn trên người nhưng chả có cái gì, lại nhìn bọn họ lắc đầu. Đám người đó thấy vậy nhăn mặt, mất công dắt đi lâu như vậy mà lại không được gì nên bọn chúng khó chịu. Một tên trong số đó gắt gỏng. Không có cái gì sao? Giọng nói của hắn làm cô giật mình. Một tên khác lại bước tới, đưa tay đụng chạm vào người cô để như chắc chắn cô nói thật. Ái Linh vì điều đấy sợ hãi, đẩy hắn ra rồi lùi lại. Ánh mắt của cô rưng rưng nước nhìn xung quanh. Hai bên toàn là cây cối, không có nhà cửa gì. Tôi muốn đi tìm anh ấy. Bọn chúng không đề tài lời của cô nói, lại tiếp tục kháo nhau. Mật cổng giặt đi nãy giờ mà không được cái gì. Ai mà biết được, nhìn nó trắng, xinh xắn, tưởng con nhà giàu. Thế bây giờ tính thế nào? Bọn chúng lúc này nhìn chằm chằm cô một lượt từ trên xuống dưới. Sau đó một tên lên tiếng. Đằng nào cũng đến đây rồi, hay là mỗi đứa làm một cái đi. Nghe như vậy cả đám ồ lên cười nham nhở. Hắn lại nói với cô. Em gái này, em không có gì thì bọn anh không ép. Hay là em cởi đồ ra đi, rồi bọn anh đưa em đi tìm anh ấy. Ái Linh khi nãy bị một tên sàm sỡ, cô có phần sợ hãi. Thế nên khi nghe chúng nói cởi đồ, cô lại càng kinh hãi hơn. Ái Linh vội vàng đưa tay túm lấy ngực váy của mình và lắc đầu ngoài ngoài. Bọn chúng tất nhiên chẳng vì vậy mà tha cho cô. Một tên chủ động bước lại gần, Ái Linh sợ hãi, quay người bỏ chạy. Ấy, chạy đi đâu? Dắt em đi chơi lâu như vậy thì phải cho bọn anh vui vẻ một chút chứ. Hắn liền lôi cô đi thêm một đoạn ngắn, sau đấy đẩy cô ngã xuống một bãi cỏ. Ái Linh quá sợ hãi lồm cồm ngồi dậy, nhưng hắn ta nhanh hơn, chồm lên người của cô. Đừng mà, tránh xa tôi ra, đừng đụng vào người của tôi. Cô lo sợ hét lên trong nước mắt, tay chân cố vùng vẫy khỏi tên kia, nhưng hắn ta lại quá khỏe, kìm chặt cô lại. Chúng mày đâu? Lại giữ nó giúp tao, bịt miệng của nó lại. Con này hét to quá. Nghe như vậy một tên bước tới giữ chặt hai tay cô trên đỉnh đầu. Một tên dùng tay bịt miệng cô lại. Còn thằng đang ngửa trên người cô lại quỳ xuống đất, dùng lực kẹp hai chân của cô lại, vội vàng cởi bỏ khuy quần. Ái Linh lúc này bị kìm chặt không thể nào cử động. Nước mắt cô cứ như mưa mà chảy dài xuống hai bên. Miệng bị bịt chặt, chỉ có thể ú ớ vài tiếng. Khi mà tên kia hắn luồn tay vào váy của cô đẩy lên, trong tâm trí cứ tái đi lặp lại những hình ảnh ghê tởm xưa cũ. Cô cố gắng gồng mình lên, gào thét trong đầu với sự tuyệt vọng. Tên kia chạm tay vào chiếc quần của cô. Chỉ là hắn chưa kịp kéo xuống, thì một lực túm lấy cổ áo của hắn lôi lại. Sau đó còn chưa kịp hiểu chuyện gì, hắn liền bị ăn ngay một cái đấm vào mặt, ngã văng xuống đất. Cả đám kia thấy vậy nhốn nháo buông cô ra.
đứng lên nhìn người vừa xuất hiện. Mày là đứa nào? Khôn hồn thì cút, đừng có xía vào chuyện của bọn tao. Ai Linh lúc này được buông ra, cô liền vội vàng ngồi dậy kéo áo của mình xuống, sau đó thụt lùi lại phía sau, co ro run rẩy. Gia Kiên lúc này thấy cô một cảnh như vậy, lại muốn hóa điên, lao vào chúng nó. Túm được tên nào, anh đánh tên đó. Mới đầu anh còn lợi thế, nhưng hai đấu một không chột cũng què, huống gì bọn chúng có đến 4-5 người. Gia Kiên sau đó bị bật ngược lại. Một tên từ phía sau lao đến, vòng tay khóa chặt lấy cổ anh. Gia Kiên liền dùng khử tay của mình thúc vào bụng của hắn. Nhưng cũng là lúc một tên khác ở phía trước lao đến, đấm mạnh vào bụng của anh. Anh nhăn mặt khọng người xuống, lợi dụng lúc đó một tên khác đạp vào cẳng chân của anh, khiến anh quỵ xuống đất. Còn chưa kịp gượng dậy, anh lại ăn ngay một cú sút thẳng vào mặt, khiến cho anh ngã văng ra. Ái Linh lúc này vội vàng bò lại phía anh, nước mắt của cô rơi lã chã trên gương mặt. Gia Kiên. Đám chúng nó nghe vậy, lại bật cười khanh khách. À, hóa ra, em gái đi tìm thằng này à? Nói rồi một tên bước đến, dùng chân đạp mạnh vào bụng anh và ghì xuống. Gia Kiên cau mặt, hự một tiếng nhỏ. Đừng mà, các người đừng đánh anh ấy. Muốn bọn tao tha cho nó thì mày lại đây. Làm cho tao hưng phấn đi, tao còn suy nghĩ lại. Nói xong hắn đứng đấy, lại kéo khóa quần xuống, lôi ra cái thứ ghê tởm kia. Gia Kiên thấy vậy tức giận nắm chặt bàn tay mà gồng người lên. Nhưng kẻ dẫm bụng anh lại dùng sức nhấn mạnh hơn, khiến anh cau có, phải nằm xuống và chửi thề. Mẹ kiếp, chúng mày dám đụng đến cô ấy xem. Nói rồi Gia Kiên liền dùng chân ngoắc vào chân còn lại của hắn, sau đó dồn sức, gạt mạnh, khiến cho hắn mất thăng bằng ngã xuống đất. Anh cũng xoay nghiêng người, lại đá vào hạ bộ của tên kia, làm cho hắn đau đớn đến tái tím mặt mày. Vừa lúc đấy, đội dân quân biển cũng ập đến và khống chế bọn chúng. Nhưng Gia Kiên lúc này lại như một con sư tử hóa điên, lao đến tên đã đụng vào người của cô, đấm liên tiếp vào mặt của hắn. Mọi người cố gắng giữ anh lại, nhưng Gia Kiên vẫn điên cuồng đạp vào hạ bộ của hắn, khiến cho hắn co cắp, kêu la thảm thiết. Ai Linh lúc này vội vàng chạy đến, ôm chầm lấy anh, kéo anh lại. Gia Kiên, được rồi, anh đừng đánh nữa. Anh nghe vậy mới dừng lại hành động của mình, hơi thở mạnh vang lên rõ rệt, thể hiện sự tức giận. Gia Kiên quay sang nhìn cô. Em không sao chứ? Cô nghe vậy có chút mếu máo lắc đầu. Sau đó anh liền ôm chặt cô vào lòng, thở phào một tiếng. Xin lỗi, đáng lẽ ra tôi không nên buông tay em. Ai Linh dựa vào vòm ngực của anh, cô có một chút tủi thân, bởi khi nãy suýt chút nữa thôi, cô bị xâm hại. Đám đê tiện kia sau đó bị áp giải, đưa về trụ sở. Còn hai người họ quay trở về khách sạn. Trong căn phòng nội thất sang trọng ấy, ngồi ở trên ghế sofa phong cách tân cổ điển, Ái Linh trên tay cầm cây tăm bông nhỏ, chấm thuốc lên những vết thương trên mặt anh. Làm sao anh tìm được em? Tôi có nhờ người ở trạm cứu hộ phát loa thông báo tìm em. Sau đó có người phụ nữ nghe thấy thông báo, đến đấy nói rằng có gặp một cô gái đang đi tìm người. Bà ta miêu tả dáng hình rất giống em, còn dặn em quay lại trạm cứu hộ số 10, nhờ người giúp. Tôi nghe vậy chạy đến đó tìm. Lúc đó không thấy em ở đấy nữa, lại đi tìm xung quanh. Có một người nói thấy một cô gái đi cùng với một đám thanh niên đi về hướng núi. Mặc dù tôi không biết đó có phải là em không, nhưng tôi vẫn lựa chọn đi đến đó. Thật là may, tôi đã đến kịp. Lúc đó, em rất sợ. Tất cả là tại tôi xin lỗi. Là tự em đi theo bọn họ mà, em ngu ngốc đi theo họ, cũng giống như năm đó. Ái Linh, em nhớ lại tất cả rồi sao? Ái Linh mím chặt môi, cố gắng nuốt xuống nước mắt, nhưng mà nó vẫn cãi lời cô mà tuôn chảy. Cô gật đầu một cái. Gia Kiên thấy như vậy, một nét mừng lộ rõ trên gương mặt của anh. Anh kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô. Vậy từ bây giờ, em không còn phải hỏi tên tôi mỗi lần nói chuyện nữa có phải không? Gia Kiên, có phải anh thấy em rất đáng thương không? Ái Linh à? Nước mắt cản không thành, cứ như vậy mà chảy dài xuống trong giọng nói nức nở của anh. Cho đến tận cái ngày clip bị phát tán đấy, em vẫn luôn nghĩ rằng
Tôi đó là em với anh chứ không phải ai khác. Tới khi Lina kể lại mọi chuyện, em mới biết sự thật. Nhưng bản thân lúc đó không thể nào chấp nhận được điều khủng khiếp ấy. Giờ nghĩ lại đêm đó quả thực, thái độ của anh rất khác lạ. Em còn ngây thơ cho rằng những dấu vết trên cơ thể mình khi đó là do anh làm. Vậy mà anh không nói gì, ngấm ngầm là như thừa nhận, để em cứ lầm tưởng suốt 3 năm qua. Giá Kiên, tối hôm mưa ấy ở nhà em, anh bỗng nhiên bỏ đi là vì chuyện này có đúng không? Anh bị cô hỏi như vậy, tự dưng có chút lúng túng. Ái Linh, không phải, tối hôm đó thật ra cái gì? Anh không cần phải gượng ép, em có thể hiểu. Nói rồi cô bỏ cây tam bông xuống, sau đó đứng dậy, quay mặt đi. Chúng ta dừng ở đây đi. Em đang nói cái gì thế? Gia Kiên, không phải em giận hờn gì anh. Chỉ là cái ký ức đây đối với chúng ta là một sự ám ảnh. Em không chấp nhận được, anh cũng không quên được. Chúng ta tại sao cứ miễn cưỡng ở bên nhau một cách gượng gạo như vậy chứ? Gia Kiên lúc này cúi xuống, hôn lên chiếc môi của cô. Mùi vị nước mắt len vào bên trong khoang miệng. Anh nếm dư vị đó như muốn cùng cô trải qua tiếng lòng. Ái Linh lúc này lại có sự bài xích. Cô chống tay lên ngực anh rồi dùng sức đẩy anh ra. Hành động của cô khiến vết thương trên người Gia Kiên bị động. Anh có một chút đau, nhăn mặt, khẽ khọm người xuống. Ái Linh thấy vậy liền hốt hoảng, đỡ lấy anh ngồi xuống ghế. Anh không sao chứ? Em xin lỗi, em không cố ý. Ái Linh, tôi không hề để ý đến chuyện đấy. Chỉ là lúc đó tôi hận. Bản thân của mình tại sao không đến sớm hơn? Tại sao không ở bên cạnh em? Trong tôi lúc nào cũng luôn có sự dằn vặt. Bởi vì tôi mà em phải chịu những điều như vậy. Cô nhìn anh đôi mắt rưng rưng. Nhưng sau đó cô lại lảng tránh đi. Nào, để em xem vết thương nào. Ái Linh đưa tay lên cởi từng cúc áo của anh. Da thịt rắn rỏi dần dần hé lộ. Sau đó cô vội kéo vạt áo của anh sang hai bên. Lúc này nhìn thấy ở bên ngực trái có một vết thương đang dần dần hóa sẹo. Ái Linh đưa cái nhìn thương xót đến vị trí đó. Những ngón tay mềm mại của cô cũng dần dần chạm vào nó. Trong tiềm thức cô cũng hồi tưởng lại điều này. Nước mắt lại chảy dài xuống. Cô hít một hơi thật sâu để nuốt nó ngược lại. Sau đấy quay vội đi mà nhìn xuống phần bụng của anh. Nơi đấy đỏ rát lên cái dấu giày của tên ban nãy. Ái Linh lại nói. Để em hỏi khách sạn xem có dầu bóp không. Sau đó cô định đứng dậy, nhưng Gia Kiên túm lấy tay cô giữ chặt. Ái Linh nhìn sang anh. Tại sao lại né tránh nó? Cô có chút không hiểu, nhưng sau đó Gia Kiên bỗng áp bàn tay của cô lên vết thương ở ngực trái, rồi bất chợt nhấn mạnh vào lớp da bị tổn thương. Một cảm giác đau thấu vào tận trong tim khiến cho anh nhăn mặt. Kìa, Gia Kiên, anh làm gì thế? Em có đau lòng không? Cô nghe như vậy sững lại nhìn anh. Gia Kiên sau đó lại nói tiếp. Năm đó tôi cũng đau lòng như vậy. Không, là nhiều hơn rất nhiều mới phải. Ái Linh nghe vậy có chút hờn giận, gạt tay của anh ra. Sau đó vội nhìn đến vết thương ấy, lớp da còn nên rất dễ bị tổn thương khi có tác động mạnh. Mạnh một chút, máu lại chảy ra. Cô vội vàng lấy bông thấm cho anh mà gắt nhẹ. Đây là anh tự làm đau mình. Lần sau ấy, anh đừng ấu trĩ như vậy có được không? Vậy em cũng đang ấu trĩ sao? Ái Linh nghe vậy nhìn lên anh, Gia Kiệt lại nói tiếp. Em cũng đang tự làm đau mình. Vết thương đã qua rồi, em hãy để nó tự lành đi. Tại sao em cứ vạch nó ra và nhìn vào nó mỗi ngày chứ? Gia Kiên à, hai chuyện này là khác nhau mà. Đúng, hai chuyện này là khác nhau, nhưng cảm xúc là giống nhau. Nếu như em có thể một lần nữa dùng kéo đâm vào vết thương này của tôi đồng ý dừng lại. Nói rồi anh cầm chiếc kéo nhỏ cắt băng y tế ở trong hộp cứu thương mà đưa cho cô. Ái Linh vì vậy mà gắt gỏng. Gia Kiên, chúng ta đều không nỡ làm tổn thương nhau một lần nữa. Vậy tại sao không thể xem mọi chuyện đều đã qua? Đừng có bận tâm chứ. Anh có thể không bận tâm đến chuyện đấy sao? Nếu như tôi bận tâm,
tôi đã không chờ đợi em suốt hơn 3 năm như vậy, sau đó ngồi cùng em trong một căn phòng. Ái Linh à, ở lại cùng tôi có được hay không? Cô nghe những lời nói này, cuối cùng cô chỉ biết khóc. Anh lại nhẹ nhàng đưa bàn tay lên, ôm lấy gương mặt của cô, gạt đi những giọt lệ đang chảy xuống. Sau đó từng chút xích lại gần, rất chậm rãi, đặt lên miệng của cô một nụ hôn. Dạo đầu nhẹ nhàng mút hai cánh đào mềm, cử chỉ cưng chiều như nâng niu nó. Sau đấy mới tách tách môi cô ra. Khi chiếc lưỡi được đưa vào bên trong thì bắt đầu gắt gao hơn. Ái Linh khi ấy không bài xích nhưng cũng không đáp lại. Cô có chút buông lòng, chỉ để tiếp nhận nó, muốn thả trôi hết những vấn vương ở trong tâm trí mình, thử một lần không bận tâm. Dần dần cả hai cơ thể ngã xuống ghế. Anh buông môi cô, lại đem nụ hôn di chuyển đến từng vị trí trên gương mặt, từ chóp mũi thon gọn đến đôi mắt còn ướt mi, rồi lên trán cô, rời xuống bên tai cô, sau đó hôn lên vành tai nhỏ xinh, từng chút, trân trọng mọi thứ trên người của cô. Ái Linh khi ấy nhắm mắt lại và tận hưởng sự dịu dàng của anh. Hơi thở anh di chuyển đến đâu lại khiến cho cô co rút đến đó. Từng chút bờ môi rời xuống bên cổ, da kiến mút mạnh lên làn da trắng ngần của cô, cảm giác như kiến đút khiến Ái Linh nhăn mặt. Một dấu ấn tím đỏ đã được anh lưu lại. Lúc này Gia Kiên đem hơi thở của mình lượn dọc ở đôi bờ xương quai xanh, bàn tay của anh cũng vòng ra sau, kéo tuột vai áo của cô xuống. Anh vùi gương mặt của mình vào hai bầu ngực của cô. Cảm giác khát vọng từ 3 năm trước như một ngọn lửa bùng cháy bên trong con người của anh. Sự nhẫn nại cuối cùng của người đàn ông này cũng đến lúc được tháo gỡ. Một trận hoan lạc qua đi, chắc chắn thấy hai người bình ổn hơn sau một trận kích động này, anh mới bế cô lên, hướng đến nhà tắm bước vào. Gia Kiên tiến lại phía bồn đặt cô ngồi vào trong đó. Ái Linh khi ấy cũng tỉnh lại, sau vài thoáng thiếp đi. Vẫn phải tắm à? Ngoan nào, tắm xong chúng ta đi ngủ. Mặc dù rất muốn nằm rồi, nhưng cô bị đưa vào thế này cũng đành miễn cưỡng qua loa. Chỉ là không ngờ cái kẻ đê tiện kia, bỉ ổi kia lại lợi dụng việc tắm cho cô mà kích động một lần nữa. Tiếng nước chảy cứ róc rách vang lên, hòa cùng với hơi thở của cả hai người. Ái Linh ngồi trên đùi anh, áp hai trái đào vào người của anh. Hai trận mây mưa lấy đi hết sức lực của cô. Ái Linh cả người mềm nhũn gục trên vai của anh, có một chút hờn trách. Đúng là đồ tồi, anh lừa em. Anh nghe vậy chỉ mỉm cười, ôm lấy cô bước ra khỏi bồn tắm, lấy áo choàng mặc lên người cho cả hai. Anh lại bế bồng cô lên. Tôi đưa em đi ngủ. Nói rồi anh bế cô trở ra ngoài, tiến về phía chiếc giường lớn để cô ngồi trên đấy, dặn dò cô. Sấy khô tóc rồi ngủ nhé. Ái Linh nghe vậy sụ mặt lười nhác nằm xuống. Gia Kiên lại kéo cô dậy. Em mà để đầu ướt đi, đi ngủ là bị cảm đấy. Còn không phải là tại anh cứ bắt em tắm à? Tối rồi, bây giờ lại còn bắt em tắm thế này. Anh hại em, không có sức để ngồi đây này. Không được, tắm xong ấy, em ngủ ngon hơn. Bỉ ổi, thật ra chỉ là cái cớ của anh. Vậy em nằm xuống, xoay đầu ra đây. Anh xây tóc cho em nhé. Nghe được nằm là Ái Linh liền không từ chối. Cô xoay người nằm xuống giường, rồi lùi để sát đầu ra phía ngoài. Gia Kiên nằm đó cắm mây xây tóc, rồi ngồi xây tóc cho cô. Ái Linh lúc này cũng không quên nhắc nhở. Gia Kiên này, anh nhớ phải xây tóc cho cả mình đấy. Không sao, tóc ít mà, tự khô. Anh bảo muốn quan tâm ai, thì anh phải quan tâm bản thân mình trước mà. Nhưng tôi là đàn ông, tôi khỏe hơn em. Ồ, mai anh đừng có lăn ra đấy ốm nhá. Gia Kiên không nói gì nữa, chỉ mỉm cười và xây tóc cho cô. Còn Ái Linh lúc này lại khá thư thái nghỉ ngơi, mà thiếp đi lúc nào không hay. Một lúc sau, trong cái giấc ngủ chập chờn của cô, bên tai có tiếng gọi khẽ khẽ. Ái Linh à, tôi yêu em. Cô mơ hồ mở mắt và nghe được như vậy, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng chỉ vài giây sau, liền cảm thấy không ổn mà bừng tỉnh mở mắt ra. Bắt gặp ngay gương mặt của anh ở cận kề, mà cơ thể của cô đã sớm nằm gọn ở dưới thân của anh. Gia Kiên, lại nữa à?
Trong màn tối ấy, ánh mắt ám đục của người đàn ông này vẫn không thể nào che giấu được. Anh vùi đầu vào bên cổ của cô, thanh âm khàn đặc. Ừ, một lần nữa. Gia Kiên, anh đúng là bị ổi mà. Trong bóng đêm đấy, khóe miệng người đàn ông này cong lên một đường tuyệt đẹp. Bản năng và sự thuần phục của anh áp xuống người cô như dụ ngọt. Cơ thể của cô trong chốc lát lại được anh hâm nóng, hạ thân bên dưới lại ướt át. Nào, cảm ơn em vì đã đến bên anh. Khi ấy tại căn biệt thự rộng lớn xa hoa, nhưng lại mang cái không khí lạnh lẽo, người đàn ông mái tóc đã bạc trắng, ngồi trên chiếc ghế mây, bập bênh nhìn ra phía ngoài vườn hoa. Ánh mắt buồn bã, già nua, rưng rưng đỏ. Lan Anh, Lan Anh. Nghe như vậy, người giúp việc vội vàng chạy đến. Ông chủ à, ông lại quên sao? Là ông bảo cô ấy đi rồi. Ông Khánh lúc đó mới sực nhớ, sau sự việc ngày ấy, mọi chuyện vỡ lẽ, Lan Anh trách cứ ông, nói một câu rồi bỏ đi. Dạ Khánh, ông đã sai lầm cả cuộc đời này rồi, không còn cơ hội để sửa chữa. Thế nên hãy dành thời gian để tự gặm nhấm nó. Ông sẽ bớt dằn vặt hơn. Ông mệt mỏi thở dài một tiếng và gật đầu. Có tin gì của Gia Kiên không? Nghe nói cậu chủ vẫn cùng cô Ái Linh đi nghỉ dưỡng ở nhiều nơi khác nhau, di chuyển liên tục nên không rõ hiện giờ đang ở đâu. Thôi, bỏ đi. Xem liên hệ giúp tôi với trụ trì chùa Tam Phước. Tôi muốn dùng thời gian cuối đời này để ăn chay niệm Phật, sám hối, cầu phước cho bọn nhỏ và Lan Anh. Vâng, thưa ông chủ. Người giúp việc vội vàng quay đi, ông Khánh ngồi đấy khẽ nhắm mắt lại, chiếc ghế bập bênh cứ đung đưa như là một điều dỗ dành cho kẻ già cô độc này. Thời điểm đấy, tại một đất nước khác, trong cái quán rượu ánh đèn mờ chớp nháy, tiếng hò hét của đám đàn ông vang lên. Một cô gái ăn mặc bộ quần áo bồi bàn có phần khá hở hang, bưng theo đồ uống, đi lại một phía bàn và đặt mạnh xuống. Thái độ của ả ta khiến cho đám người khó chịu. Đứng lại cô kia, thái độ của cô là gì? Kiều Nhã nghe vậy cũng nhẫn nhịn thêm, nán lại, đặt từng ly nước ra trước mặt bọn họ, sau đó cầm khay quay đi. Nhưng đi được một bước, thì có một gã đàn ông túm lấy tay, kéo ả lại. Đã đi vào đây làm, mà còn chảnh chọe sao, con điếm này? Tao không phải là con điếm. Ngay sau đó hắn liền gạt phăng hết đồ đạc trên bàn xuống đất vỡ xoang, rồi đẩy ả ta ngã xuống bàn. Mày thách thức tao đi à? Bọn mày giữ nó lại cho tao. Đám ngồi cùng gã liền lao vào túm lấy ả, giữ chặt chân tay. Kiều Nhã có chút kinh sợ, cố gắng vùng vẫy và la hét. Nhưng trong quán rượu này dường như việc một cô gái bị lạm dụng lại trở nên quá bình thường. Cô ta bị gã ta giữ lại, cởi quần của mình rồi cũng luồn vào trong váy của ả, kéo xuống chiếc quần mỏng. Cả đám đây nhìn nhau cười ồ lên, những người khác còn xuống vào, cười một vẻ thích thú. Kiều Nhã kinh sợ đám ghê tởm này, cô lên tiếng chửi thề. Một lũ bẩn thỉu, cút ra khỏi người của tao. Ngay câu chửi này, gã ta trực tiếp tách chân của ả ra, đem cái vật ghê rợn ấy đâm sâu vào bên người của ả. Kiều Nhã căm phẫn trợn mắt lên, nhưng không cản được, nước mắt cứ trào ra. Chỉ là chửi chả có tác dụng gì với bọn người này. Từng tên ở trước, rất rất nhiều người cứ luân phiên nhau giày xé thân xác của cô, đến mức ở hạ thân đau rát chảy máu, à ta phải van xin. Bọn chúng sau khi thỏa mãn chỉ ném cho à vài tờ tiền rồi bỏ đi. Kiều Nhã nằm trên chiếc bàn kính, toàn thân rách nát, siết chặt lấy bàn tay của mình, móng tay như xuyên thủng vào da thịt của ả. Lúc này chủ quán đi đến, nói với vài tên tay sai của mình. Đưa nó về rồi xích lại, trông chừng nó, đừng để cho nó tự kết liễu đời mình. Dạ vâng, thưa ông chủ. Đám người đó túm lấy ả và lôi đi, còn Kiều Nhã lúc này như một kẻ điên gào thét. Giết tao đi, chúng mày có giỏi thì chúng mày giết tao đi. Ả ta vốn dĩ đã có một cơ ngơi sáng sủa, có một gương mặt dễ nhìn và có thể có một cuộc sống tốt hơn nếu như là lựa chọn khác đi. Sau cùng lại vì một người đàn ông không yêu mình mà biến thân xác chẳng khác gì một tấm chiếu rách, chết cũng không chết được. Một buổi hoàng hôn tím đỏ cả một vùng trời, trên đỉnh núi xanh ấy, đôi trai gái đứng cạnh nhau,
vẽ nên một bức tranh trăm năm khó gặp. Gia Kiên từ phía sau ôm lấy cô, ánh mắt của cả hai nhìn về vầng quang trước mặt. Đôi đồng tử ấy chứa đựng những bình yên của nhân thế. Ái Linh này, em có tiếc không? Tiếc á? Tiếc điều gì ạ? Ước mơ của em vốn dĩ nó thành sự thật, nhưng chỉ trong chốc lát lại tan biến đi. Đúng là em từng mơ ước có thể chạm tới hào quang mà vạn người mơ ước ấy. Nhưng từ khi gặp anh, em nhận ra hào quang của cuộc đời em chính là người đàn ông tên là Hoàng Gia Kiên. Nếu hỏi em có tiếc không, thì thật sự em có tiếc. Tiếc vì em không gặp anh sớm hơn, tiếc vì chúng ta có nhau rồi lại bỏ lỡ nhau hơn 3 năm trời. Tiếc vì em không phải là tình đầu của anh, để chúng ta cùng nhau nếm trải những thứ gọi là đầu tiên. Nhưng cảm ơn anh đã là tình đầu của em, để em không phải lãng phí thời gian của mình cho bất cứ người đàn ông nào khác ngoài anh ra. Anh nhìn cô dưới ánh hoàng hôn thơ mộng ấy, người con gái trong mắt anh càng trở nên xinh đẹp đến siêu lòng. Gia Kiên khi ấy lấy trong túi áo của mình ra một hộp nhung đỏ thẫm. Anh mở nó ra. Qua ánh hào quang kia, chiếc nhẫn kim cương trở nên lấp lánh. Ái Linh này, em có muốn cùng tôi tính chuyện trăm năm? Cô mỉm cười nhìn anh, ánh mắt chứa đựng bầu trời dại khờ yêu dấu. Em không còn lựa chọn nào khác, bởi vì anh là sự ưu tiên. Anh đeo nhẫn lên tay cô, sau đó cúi xuống trao cho cô một nụ hôn chậm rãi ngọt ngào, hương vị của thiên cảnh nơi đây. Ngày hôm ấy vạn vật nảy nở, bông lộ lá xanh, cảnh thấm tình, đất trời một màu hòa quyện cùng với hương thảo ngàn thu. Ái Linh, nếu như em vẫn còn đam mê với diễn xuất, tôi sẵn sàng trải đường để em đi. Từ bây giờ cuộc đời này của em chỉ muốn vào tốt một vai thôi, đó là làm vợ của anh, cùng nhau nắm tay đến già. Nếu có kiếp sau, chúng ta lại cùng nhau bàn tính tiếp có được không? Được chứ, anh nghe vợ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 15, cũng chính là tập cuối của câu chuyện Hào Quang Mị Tình, được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là chúng ta đã cùng nhau lắng nghe hết 15 tập truyện của bộ truyện này rồi. Có rất nhiều nước mắt sự chia ly, hiểu lầm nhau và có bao nhiêu là sự tủi hờn của cô gái Ái Linh. Chúng ta đã cùng nhau lắng nghe, cùng nhau vượt qua và cuối cùng có một cái kết vô cùng viên mãn. Tâm An không hiểu được rằng là ở bên cạnh một người điên thì bản thân của mình có trở thành một kẻ điên hay không. Nhưng mà Gia Kiên đã bất chấp tất cả mọi thứ ở bên cạnh Ái Linh, dù cô không nhận thức được rõ mọi chuyện. Nhưng mà khi yêu, người ta có thể cảm nhận được rằng là người đó đang tỉnh táo, đang chờ đợi mình, đang ở bên cạnh mình. Bởi vậy nên chỉ cần kiên trì một chút thôi là hạnh phúc sẽ đến với chúng ta. Đúng là trên thế giới này nếu như không có sự kiên trì, không có sự hy sinh thì chúng ta không bao giờ cảm nhận được hạnh phúc, cũng giống như là những người ở bên cạnh mình. Không hiểu quý vị có cảm nhận như thế nào sau khi lắng nghe câu chuyện này. Còn đối với Tâm An thì Tâm An có một cảm nhận vô cùng là đặc biệt và tâm đắc về cô gái tên là Kiều Nhã. Bởi vì suy cho cùng chỉ vì một người đàn ông không yêu mình mà cuối cùng cuộc đời của Kiều Nhã đến chết cũng không thể nào chết được. Đó là một cái giá thật sự là xứng đáng đối với Kiều Nhã. Thế nên sau khi mà nhìn thấy nhân vật này, Tâm An tự chiêm nghiệm ra bản thân của mình rằng cái gì mà không thuộc về mình thì cuối cùng cũng không thể nào thuộc về mình. Cho dù chúng ta có giành giật nó, có mang nó về để bên cạnh mình thì cũng không phải là của mình. Bởi vậy nên chúng ta đúng là nên như nào ạ? Nên chấp nhận mọi thứ mình đang có, hài lòng với nó, bởi vậy chúng ta mới hạnh phúc được. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An. Và nếu như quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này, hãy để lại comment ở dưới video này cho Tâm An và kênh Chị Dậu được biết với nhé. Tâm An và kênh Chị Dậu sẽ gửi tới cho quý vị một bộ truyện mới vào tối ngày mai, được phát sóng vào lúc 19:45. Quý vị hãy cùng theo dõi, cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.